tôi xin tiếp tục truyền đạo giới thiệu sách hay của Vô Gia Đình chương 1 là tôi. Khi tôi cãi nhau với một đứa trẻ khác, bà bảo tôi kể lại cho bà nghe, rồi bà tìm lời ngọt dỗ tôi và bao giờ cũng cho tôi là phải. Vì những điều đó và nhiều điều khác nữa, vì giọng nói ô yếm, vì đôi mắt trìu mến của bà, và vì những sự vỗ về thương yêu tôi, vì vẻ nhân từ của bà, dẫu khi mắng mỏ tôi cứ tưởng bà là mẹ tôi. Đây, tại sao tôi biết bà chỉ là mẹ nuôi tôi thôi. Làng tôi, hay gọi cho đúng, nơi tôi được nuôi nấng, vì tôi không có làng riêng cho tôi, không có nơi sinh, không có cả cha mẹ lẫn nữa, không có cả cha lẫn mẹ nữa. Làng mà tôi đã sống trong thời thơ ấu gọi là Tà Văn Âu, một làng ở hạng nghèo nhất bản phận. Sự nghèo nàn đó không phải là tại dân cư đặt lộ hay lười biếng, mà chính là vì vị trí của làng ở vào một nơi ít màu mỡ, đất không sâu. Muốn được hoa màu tốt phải có đồ bón, nhưng ở miền này đều thiếu thốn. Vì thế người ta chỉ thấy trong thời tôi ở đấy một số ít ruộng được cày cấy, còn toàn là những bãi hoa bao la để cho bụi rậm và cỏ mọc đầy. Trên những bãi cao đó lác đác cũng có một vài khóm cây to, nhưng khi những ngọn gió heo may thổi đến thì còn chơi những cảnh khẳng khiu. Muốn tìm những cây đẹp phải xuống lũng đến chỗ các bờ sông con, trong những đồng cỏ hẹp mới có những cây rẻ cao và những cây sồi xanh tốt. Chính ở trong một những lũng đó, trên bờ suối, một dòng suối đổ vào phụ lưu của sông Loa, là nhà thân yêu của tôi thời thơ ấu. Ở đây cho đến năm lên 8, tôi không hề trông thấy một người đàn ông nào trong nhà. Tuy nhiên, mẹ tôi không phải quá buồn, vì chồng bà đi làm thợ đẽo đá ở Ba Lê, cũng như phần đông người ở miền này. Từ ngày tôi đến tuổi hiểu biết, tôi không thấy ông ta về lần nào. Thỉnh thoảng bạn ông có về quê, thì ông nhắn tin thôi. Lần tới tôi sẽ tiếp đọc thêm một cuốn sách thứ hai tôi muốn nói chuyện, là cuốn Tâm Hồn Cao Thượng của Edmond de Amicis, người Ý, và cũng do Hà Mai Anh, nhà văn, nguyên tác dịch tiếng Pháp là Le Grand Coeur. Tôi xin tiếp tục. Tôi xin đọc chương đầu trong cuốn sách này. Cũng về đạo đức. Ngày khai trường tháng 10 tại thành Torino. Torino là một thành ở phía bắc nước Ý, trên sông Po. Thứ hai, ngày 17. Hôm nay là ngày khai trường. Mấy tháng hè đã thoáng qua như giấc mộng. Sáng nay, mẹ tôi đưa tôi vào trường Baretti để ghi tên lên lớp 3. Đi đường, óc tôi cứ vơ vẩn. Đến chốn thôn quê, lấy sự đi học làm ngại. Phố nào cũng thấy nhan nhản học trò. Hai hiệu sách lớn chặt ních phụ huynh và mua sách và giấy bút cặp ra. Cửa trường đông nghịt những người cảnh binh và người gác cổng, phải khó nhọc mới mở được một lối vào. Vừa bước qua cổng trường, thấy một bàn tay vỗ vào vai, tôi giật mình ngoảnh lại, thì ra thầy giáo lớp 2 của tôi học năm ngoái, mái tóc đỏ hoe,
vẫn để rối, nét mặt vẫn tươi. Thầy bảo, tôi, Enrico ơi, Enrico ơi, thầy trò ta từ nay chia tay nhau nhỉ? Điều ấy tôi đang nghĩ đến, nay thầy tôi lại nhắc khiến tôi thêm chạnh lòng. Mẹ tôi và tôi phải chen chúc mãi mới vào được trong trường. Các ông, các bà sang trọng, các bà thường dân, thợ thuyền, sĩ quan, các cụ già, những đầy tớ, ai nấy đều một tay dắt trẻ, một tay cắp gọi, đứng chặt phòng trú chân và ở trên thang gác, cảnh tượng rất là náo nhiệt. Tôi xin tạm ngừng bút, tôi xin đọc qua một chương khác, gọi là đi ngoài phố, thứ ba ngày 30. Trang này tôi thấy sách nhảy dịch hình như có cắt xén một vài đoạn nhỏ, trong đó tôi dịch nguyên bản, tôi đã đọc quyển nguyên bản của Hà Mai Anh, chính Hà Mai Anh dịch hồi trước mà 75. Hà Mai Anh sau làm việc ở Stanford, tại Stanford dạy tiếng Việt, bây giờ chết rồi, phải tẩy chừng 5 năm, 50 năm. Đi ngoài phố, thứ ba ngày 30. Hôm qua, khi con ở trường Câm về, con đã xô phải một người đàn bà. Lần sau, con phải có ý tới hơn. Vì ở phố, con cũng có bổn phận. Lúc ở nhà, khi ở trường, con được giữ gìn cử chỉ của con được đứng đắn. Cứ sao ra phố, là nơi công chúng qua lại, con lại sao nhãng. Con ơi, con nên nhớ những khi gặp người già nua, những kẻ nghèo khó, những đàn bà ôm dắt trẻ thơ, những kẻ tàn tật, những người khuân vác nặng nề, những người đầu tang tóc rối như để tang người chết. Con phải nhường bước, ta phải kính trọng tuổi thọ, kính trọng cảnh cơ hàn, tình mẫu tử, cảnh tàn tật, sự lao khổ và sự tử vong. Mỗi khi con thấy xe đến chân, lao đến chân mà người ta không biết, nếu là người lớn thì con gọi bảo, còn nếu là trẻ con thì con chạy ra và dắt người đó vào để tránh xe đâm vào người đó. Đứa trẻ kia đứng khóc một mình thì con chạy lại hỏi han dỗ dành hoặc chỉ bảo. Cụ già nọ đánh rơi cây gậy, con lại nhặt giúp. Gặp trẻ con cãi nhau, con đứng lại can ngăn. Gặp người lớn đánh nhau, con hãy tránh xa để khỏi phải nhìn tấn cảnh thương tâm, nó sẽ làm cho lòng con trở nên trơ rắn vô cảm như bây giờ. Gặp người tù đang bị trói dài qua đường cầm, con không nên nhập bọn với những kẻ tò mò độc ác mà nhìn người ta, vì có khi họ là người bị bắt oan uổng và vô tội. Khi có đám ma đưa qua đường, con đừng cười nói với bạn con nữa, mà hãy ngã mũ chào. Vì biết đâu ngày mai nhà con cũng có xe ngựa tạ thể. Trông thấy những đứa trẻ em ở trường Bà Phước hay là Hội Dục Anh xếp hàng đi qua, mù lòa có, câm điếc có, què quặt có, mồ côi có, vô thừa nhận có, con nên giữ lễ độ và tưởng tượng rằng đó là những số phận xấu hèn, tấm lòng từ thiện của loài người đang diễn ra trước mặt con. Có ai hỏi thăm đường, con phải trả lời cho có phép. Đừng chế nhạo ai, đừng chạy nhảy, đừng nô đùa, đừng hò reo, đừng xô đẩy, phải giữ luật đi đường. Nếu thấy một que diêm đang cháy dở ở trên đường thì con nên dập tắt. Có thể một người nào đó sẽ đặt lên đó. Con phải biết rằng chỉ liếc mắt trông qua cách cử chỉ của nhân dân đi ngoài phố mà người ta có thể xét đoán được trình độ giáo dục văn minh của cả dân tộc. Ở xứ nào mà con nhìn thấy những điều thô bỉ ở ngoài đường, tất con sẽ nhìn thấy những điều thô bỉ ở trong nhà. Nếu một mai con phải đi xa,
Con sẽ thấy hình ảnh thành phố con là nơi chôn nhau cắt rốn, là chốn quê hương của tuổi thơ hiền thiện, luôn luôn trong óc con. Ở thành phố ấy, con đã tập đi những bước thứ nhất do tay mẹ con dắt. Ở thành phố đó, con đã học bài thứ nhất do thầy con dạy. Và ở đấy, con đã làm quen với những người bạn thứ nhất trong đời con. Vậy con hãy yêu tỉnh thành con cùng là phố xá và dân sự. Hãy ai nói động đến thành phố con hết lòng bình tĩnh. Chào con. Tại đây, tôi xin chấm dứt. Quý vị, xin trân trọng.